là vùng đất chứa đựng nhiều câu chuyện huyền thoại, là chiếc nôi văn minh của nhân loại. Từng biết đến Ai Cập qua những câu chuyện cổ tích hay những giai thoại lịch sử, cá nhân đồng hành Trang càng háo hức hơn khi đây sẽ là nơi hiện thực hóa ước mơ của mình khi tham dự cuộc thi Hoa hậu sinh thái quốc tế 2020. Ai Cập là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nhất hành tinh, với những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại, những nét văn hóa đặc sắc mà mỗi người nên ghé đến và thưởng ngoạn một lần trong đời. Việc bảo tồn và phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, xanh và thân thiện với môi trường là yếu tố giúp Ai Cập luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương. Bình Thuận, quê hương yêu dấu của Hồng Trang, có nhiều nét tương đồng với vùng đất huyền thoại Ai Cập. Nơi đây có đồi cát trải dài hút mắt, có những đền đài cung điện cổ điển ẩn chứa nhiều giai thoại in dấu thời gian. Bên cạnh nông nghiệp, du lịch sinh thái cũng là điểm mạnh đầy tiềm năng của vùng đất này. Hồng Trang rất hạnh phúc vì có cơ hội giới thiệu đến bạn bè quốc tế những điều đặc biệt của quê hương mình. Trong chuyến hành trình đến với Ai Cập và cuộc thi Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2020, đoàn Hồng Trang mong muốn sẽ trở thành một người phụ nữ truyền đi những thông điệp tích cực về du lịch xanh đến tất cả những người mến mộ cuộc thi sắc đẹp nói riêng và mọi người yêu du lịch nói chung. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Ai Cập vào tháng 3 2020. Đoàn Hồng Trang Miss Eco Việt Nam 2020.